Đây, lần này cá chắc với anh em su kèo luôn, không thua là không thua. Coi ghê chưa? Coi nè. Lên. Đều. Tôi phải cho nha. Ui da, ui da, ui da. Đây, quẹo nè. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bung ở đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình có một cái tựa game mà tào lao cũng như là cái tựa game xàm xí. Game này khá là ngắn dành cho tất cả các bạn. Đó là cái tựa game về một cái show biểu diễn cảm giác mạnh của một nhân vật khá là liều lĩnh, được mang tên là chú chó liều lĩnh. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là chú chó có thể chạy xe. Ôi chết chết chết, nhạc lên. Đây 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 đây. Đây là chú chó có thể gọi là gì ta? Chạy xe biểu diễn bay qua một đống chiếc xe xe bus mà trường học. Ok, bây giờ mình sẽ to cho nhạc to một tí, lát mình cũng tắt nhạc rồi. Rồi thì chú chó này có thể biểu diễn, coi coi được không? Một là thành thịt chó. Nani? Hai là chú chó này biểu diễn được và được tặng xúc xích và xì tinh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chơi. Cái game này cũng khá ngắn thôi, là mình sẽ cố gắng biểu diễn. Bây giờ là cái cách đi. Chú chó này là biết biểu diễn nha anh em, biểu diễn khá là xịn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đi một vòng. Chúng ta sẽ đi một vòng chào khán giả trước. Bây giờ tôi là ngôi sao nổi tiếng mà. Đi một vòng chào khán giả trước. Chào mọi người. Hello. Ôi chết cha, lỡ tông vô luôn cứng ngắc luôn à. Lộn, lâu lâu lục nghề. Xạo chó, xạo chó. Người ta vẫn còn hâm mộ tôi anh em à. Hello, chào anh em. Ủa sao mà người đứng cổ vũ nhìn nó kỳ kỳ vậy à? Nhìn nó má nó bẹp lép như tờ giấy vậy. What the hell? Chết mẹ rồi, cái thằng làm game này là cái thằng mà gọi là gì ta, lười quá, nó không có làm người thiệt. Nó chỉ dán mấy tấm hình, làm mấy cái tấm hình như là giả bộ. Nó chỉ là giả người cổ vũ của vậy. Ơi, tính ra là tao chưa chạy luôn á, tao mới chào sân mà tao bay hú rồi. Vậy là khá là chắc kèo là mình là một cái gọi là gì ta, một ngôi sao liều lĩnh, một ngôi sao biểu diễn rất là ghê. Và bây giờ mình sẽ lên cho anh em xem. Ui, ui từ từ để mình quay lại để coi đếm coi bao nhiêu chiếc xe bus anh em. Rồi chết mẹ cứng cứng luôn rồi. Đây bây giờ mình sẽ đếm lại nè, có bao nhiêu chiếc xe bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có tận 6 chiếc xe bus. Và mình phải làm một cú nhào lộn biểu diễn cho người ta xem. Wow. Đây, bây giờ tôi sẽ đi lên. Tôi sẽ lên xong rồi tôi xuống cho anh em xem. À, chó, người biểu diễn đã khó rồi. Và bây giờ hả, con chó này sẽ biểu diễn cho anh em xem. Tôi phải chó nha. Ui da, ui da, ui da. Đây, quẹo nè. Nổ mẹ chiếc xe của tao luôn rồi, thằng quỷ. Trời đất ơi, con chó này thành giả cày luôn rồi anh em. Lộn nè, thành thịt cày 7 món luôn rồi. Lại. Fail là không được ăn xúc xích với pate đâu anh em à. Lên. À, ăn pate với xì tinh, nó lộn. Lên. À, bây giờ mình quanh một vòng nè. Lại nè, bắt đầu biểu diễn nè. Cố lên. Lên em ơi. Ê, con chó nó là đồ giả anh em à. Nó cứ ngắt luôn, nó giống như là một cái mô hình vậy á. Quá cừu. Ôi. Biểu diễn lúc nào cũng phải có tai nạn anh em hiểu không? Bình tĩnh. Ôi, lúc cởi thì con chó này còn cử động chứ lúc mà nó bị nổ ra, nó bợ nổ banh xe ra, nó là một con chó đồ chơi anh em à. Như kỳ vậy mày. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Từ từ. Để tôi giảm tiếng lại, nó hơi ồn. Đây. Lần này cá chắc với anh em su kèo luôn, không thua là không thua. Coi ghê chưa? Coi nè. Lên. Đều. Ghê chưa? Và chúng ta phải hoàn thành nhiều vòng lắm anh em à. Nhưng mà cái game này thì nó chỉ có vậy thôi. Game này nó chỉ có vậy thôi, giờ tôi không biết tôi chơi gì nữa. Nói thiệt, ok bây giờ mình sẽ đi ngược lại. Win. Gì kỳ vậy? Vậy là thua hả? Ôi, lấy chớn đi ngược lại không được. Ok, tôi có cách rồi. Tôi sẽ biểu diễn cho anh em xem, tôi sẽ đi ngược. Đá tạ
tài mà, chú chó đa tài mà, chú chó liều lĩnh mà. Nó ở cái tập chất. Đây, anh em coi cái sự liều lĩnh của con dog ghe này nè. Được, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, tôi sẽ đi ngược cho anh em xem. Rồi nha, rồi nha. Mặc dù là không thấy. Tôi nghĩ cái này hơi khoai đó ông giáo à. Chết mẹ cậu vàng rồi. Đi lùi nó không có tăng tốc độ. Đi lùi không tăng tốc độ. Ok, bây giờ mình sẽ chơi từ ở trên xuống nó dễ quá. Bây giờ mình sẽ gọi là gì ta? Mình sẽ chơi theo một cái cách gọi là tăng độ khó hơn. Mình đi nửa chặng đường thôi anh em. Ok, bây giờ mình bắt đầu xuống này. Rồi bắt đầu nửa chặng đường thôi, dừng lại. Đó, bắt đầu ở đây thôi, không cần lấy chấn nhiều. Má đạp mát ra là được. Một à, xuống tí luôn, chấp mày luôn. Rồi ở đây thôi, xuống nữa, chấp mày luôn. Thôi, một, hai, ba. Thôi dẹp mẹ đi, không có thi thố gì hết, tụi bay về đi. Show này coi như hủy. Show này coi như hủy nha, không có làm, không có chơi bời gì á, không có biểu diễn mẹ gì á. Tao về, tao tắm ao ta. Trời đất ơi, nghĩ sao mà má bắt một con chó chạy xe biểu diễn vậy hả? Cái lũ người kia, người mà không có gọi là gì ta, người mà không phải người thiệt nữa mà là người mà nó à. Từ từ, pha này chắc được, pha này tốc độ cao. Quá đỉnh anh em. What the fuck was that? Thôi dẹp mẹ đi. Ok thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.